Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu rút khỏi Việt Nam năm 1969. Trước hết là do sức ép tình hình chính trị nội bộ trong nước, phong trào phản chiến dâng cao ở nước Mỹ và lan rộng khắp thế giới vì những gì người Mỹ đang làm ở Việt Nam. Đó là một thời kỳ rất khó khăn. Tổng thống Johnson từ tổng thống hòa bình biến thành tổng thống chiến tranh, biến thành một con diều hâu. Người ta đi biểu tình trên đường phố tại Washington, D.C. Người ta gào lên, này Johnson, ngày hôm nay mày đã giết bao nhiêu trẻ con? Cho nên, nó đã trở thành một sức ép chính trị rất lớn, ảnh hưởng đến việc quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đời thứ 37 diễn ra trong bối cảnh xã hội bị chia rẽ sâu sắc và công chúng đã mất hết niềm tin vào chính phủ. Trên nền chính trị u ám đó, Richard Nixon nổi lên như một cứu cánh của nước Mỹ với lời hứa, nếu trúng cử Tổng thống, chỉ sau 6 tháng, tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam trong danh dự. Ngày 20 tháng 1 năm 1969, Richard Nixon đọc diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ. Từ đây, bắt đầu thời đại của học thuyết Nixon với chiến lược quân sự răn đe thực tế và giấc mơ về một sự nghiệp ngoại giao vĩ đại. Ký kết Hiệp định Paris trên thế mạnh để kết thúc chiến tranh Việt Nam, hòa quảng với Liên Xô và ban giao với Trung Quốc. Hỗ trợ đắc lực cho tham vọng của Richard Nixon là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger, cây đại vĩ cầm về địa chính trị của nước Mỹ. Cả hai đã lên kế hoạch tuyệt mật vịt đá, dự định mở lại các cuộc ném bom ồ ạt miền Bắc Việt Nam trong tháng 11 năm 1969, hòng buộc Hà Nội phải ký Hiệp định Paris theo những điều khoản có lợi cho Mỹ. Nhưng áp lực dư luận trong nước đã buộc họ phải hủy bỏ kế hoạch này. Thay vào đó, Henry Kissinger nhận nhiệm vụ trì hoãn tiến trình đàm phán Paris, tạo ra khoảng thời gian cần thiết để Richard Nixon triển khai chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Quân đội Mỹ dần dần rút khỏi Việt Nam trong giai đoạn 1968-1973. Thế nhưng, cuộc chiến tranh này lại ngày càng mở rộng, lan sang cả Lào và Campuchia. Có thêm 20.000 binh sĩ Mỹ nữa bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người Việt Nam bị giết hại. Cùng với đó là những thiệt hại tàn phá nặng nề không sao kể hết với đất nước Việt Nam. Đây chính là bằng chứng cho thấy một sự ảo tưởng của chính phủ Mỹ trong việc rút lui khỏi Việt Nam sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Tiếp theo những chiến dịch ném bom hủy diệt các căn cứ kho tàng của quân giải phóng ở Đông Bắc Campuchia. Ngày 31 tháng 1 năm 1971, Liên quân Mỹ Thiệu mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh vào hệ thống hậu cần đường Trường Sơn tại thị trấn Sephol, Hạ Lào. Huy động đến 31.000 quân Sài Gòn với sự hỗ trợ quả lực tối đa của không quân và pháo binh Mỹ, Richard Nixon tin tưởng với ưu thế tuyệt đối, cuộc hành quân sẽ đóng mốc thắng lợi đầu tiên của chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, tạo cơ sở để Mỹ đạt được mục tiêu hòa bình trong danh dự. Trên thực tế, chiến dịch lớn nhất, quan trọng nhất và phức tạp nhất của quân đội Sài Gòn hóa ra lại thất bại thảm hại khi bị động rơi vào thế trận phục kích, phản công của quân đội nhân dân Việt Nam. Khi chưa thể giành thắng lợi áp đảo về quân sự trên chiến trường, cặp bài trùng Nixon-Kissinger quyết định chơi ván bài ngoại giao bóng bàn với Liên Xô và Trung Quốc, hòng tạo ra áp lực hậu trường buộc chính phủ Hà Nội phải nhân nhượng trong các điều khoản đàm phán hòa bình. Bộ đôi này hy vọng sẽ lặp lại kỳ tích Geneva năm 1954 trên bản hội nghị Paris 1972. Nhưng các cuộc viếng thăm Trung Quốc, Liên Xô và Nixon trong tháng 2 và tháng 5 năm 1972 chỉ đủ để phá tan cục diện chiến tranh lạnh, tạo nên bước ngoặt băng giao Mỹ-Xô Trung mà không thể buộc được Hà Nội phải từ bỏ mục tiêu độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong khi đó, 4 năm hòa bình không bị chiến tranh tàn phá, miền Bắc Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục đời sống sản xuất và tiếp tục các nỗ lực chi viện mạnh mẽ cho chiến trường miền Nam. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 18 xác định,
đối với miền Bắc sau khi Mỹ ngừng oanh tạc, cần tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, đánh bại mọi âm mưu khiêu khích vũ trang hoặc mở rộng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai. Ngày 25 tháng 6 năm 1970, Hội đồng Chi viện Tiền tuyến Trung ương được thành lập, động viên mọi nỗ lực cao nhất của hậu phương phục vụ tiền tuyến. Đặc biệt, trong năm 1972, miền Bắc đã huy động đến 153.000 quân cùng hàng chục vạn tấn hàng hóa phục vụ cho chiến trường miền Nam đánh lớn. Xuân hè 1972, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở các cuộc tấn công hợp đồng binh chủng với quy mô lớn nhất cuộc chiến trên cả ba hướng mặt trận chính, Trị Thiên Huế, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chiến dịch được kỳ vọng sẽ giáng đòn chí tử vào quân đội Sài Gòn, giành lại thế chủ động sau 4 năm quân chủ lực vắng bóng trên chiến trường, tạo ưu thế trên bàn đàm phán Paris. Nhưng sự chi viện hỏa lực khủng khiếp của Mỹ ở Xuân Lộc, Bình Long, Quảng Trị, Đắc Tô, Tân Cảnh đã cứu nguy cho quân đội Sài Gòn khỏi sụp đổ. Dù chịu nhiều thương vong, song chiến dịch đã mang về cho quân giải phóng quyền kiểm soát một nửa diện tích của 4 tỉnh miền Trung cũng như địa bàn phía Tây vùng 2, vùng 3 chiến thuật. Đặc biệt, sự kiện toàn tỉnh Quảng Trị được giải phóng ngày 2 tháng 5 đã tác động mạnh mẽ đến bản đàm phán hòa bình ở Paris. Ở bản đàm phán là nó phản ánh cái tình hình chiến trường, nó phản ánh cái tương quan lực lượng ở trên chiến trường. Vì vậy cho nên là chúng tôi thì ở đoàn đàm phán là rất theo dõi tình hình ở trong nước, theo dõi cái chiến thắng của chúng ta, cái khó khăn của chúng ta, cái tội ác của Mỹ, chúng ta đều phải theo dõi. Thì phải nói đến năm 1972 là cái tình hình ở mặt trận, ở chiến trường nó có cái chuyển biến thay đổi cho chúng ta. Thì như vậy là giữa 72 đó, nhiều trận đánh rất là quyết liệt ở Quảng Trị là cái nơi vị tuyến 17. Thì rõ ràng là ta thì muốn tạo một cái thế là mạnh để mà đi đến cái thúc đẩy cái đàm phán, đi đến cái thực chất. Richard Nixon tin tưởng sẽ tạo ra bước đột phá trong tiến trình đàm phán Paris một khi nối lại quan hệ ngoại giao với Liên Xô và Trung Quốc. Nhưng cái mà ông ta nhận được lại là tin tức về một cuộc tổng tấn công rầm rộ của quân giải phóng trên chiến trường miền Nam. Khi tư lệnh quân diễn chinh Mỹ tại Việt Nam, tướng Abrams cảnh báo cuộc tiến công của quân giải phóng có nguy cơ làm cho quân đội Sài Gòn mất tinh thần và tất cả có thể mất hết. Ngay lập tức, Nixon đã ra lệnh ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam từ ngày 1 tháng 4 nhằm giải tỏa áp lực tấn công của quân giải phóng trong xuân hè 1972. Với Linebacker 1, Mỹ sử dụng các thế hệ máy bay mới F-105 phiên bản G thay cho phiên bản F, F-111 cánh cụp cánh xòe chiến đấu bên cạnh F-4 Phantom, A-6 Intruder thay thế hàng loạt cho A-1 Skyrider, A-7 Corsair 2 thay thế vai trò của A-4 Skyhawk, vân vân. Các loại máy bay này được trang bị hàng loạt máy phát nhiễu công suất lớn, vô hiệu hóa radar dẫn đường của pháo phòng không SAM-2 và MiG. Lần đầu tiên bom laser được sử dụng oanh tạc miền Bắc với mức độ chính xác tuyệt đối. Đặc biệt trong Linebackers 1, máy bay chiến lược B-52 được sử dụng để oanh tạc rộng rãi toàn miền Bắc Việt Nam, từ Vinh, Thanh Hóa đến Hải Phòng, bao gồm cả các mục tiêu dân sự nhằm mục đích trấn áp tinh thần người Việt Nam. Tất cả đã tạo nên mức độ khốc liệt, tàn bạo chưa từng có của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, vượt xa chiến dịch sấm rền thời Johnson cả về quy mô lẫn mức độ, cũng như quyết tâm đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá. Đặc điểm của chiến tranh Johnson ấy là leo thang từng bước, tức là đánh từ xa đánh vào, thì mình có đủ điều kiện để mình đối phó với nó rồi. Đến Nixon thì thằng này nó ghê gớm hơn, nói liên tục, nó không leo thang từng bước, từ xa dần vào, từ đổi các cái thủ đoạn mình tăng cường đối phó dần, nó đánh úp và phát, đánh vào Hà Nội, đánh vào Hải Phòng.
nó là anh. Thứ hai nữa là các cái phương tiện kỹ thuật nó cải tiến một cách rất nhanh và rất liều lĩnh. Cuộc chiến tranh phá hoại thứ hai nó có những cái khác. Thứ nhất tức là về mặt cường độ, số lượng tham gia nhiều hơn, mật độ đánh phá dài hơn, cường độ lớn hơn, bom đạn nhiều hơn, nhiều máy bay hiện đại hơn, số lượng B-52 tham gia và nhiều cánh cụt F-111, đủ các loại phương. Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần hai có thể nói rằng Mỹ huy động tất cả các loại máy bay hiện có mà hiện đại nhất lúc bây giờ của không lực Hoa Kỳ tham chiến vào cái cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai. Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời. Miền Bắc gọi, miền Nam xốc tới. Nhân dân hai miền qua mỗi chặng đường kháng chiến chống Mỹ cứu nước luôn kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau chống kẻ thù chung của dân tộc. Dựa trên tuyên bố của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, địch xuất phát từ đâu, ta có quyền đánh trả ngay nơi xào huyệt của chúng. Vào những giai đoạn không quân và hải quân Mỹ ném bom ác liệt, gieo rắc tội ác, tang thương trên hậu phương miền Bắc, đồng bào chiến sĩ miền Nam lại phát động các phong trào giết giặc lập công, chia lửa với hậu phương miền Bắc. Mỗi một thắng lợi của tiền tuyến lớn miền Nam là một cổ vũ mạnh mẽ đối với hậu phương lớn, giúp quân dân miền Bắc kiên định quyết tâm cùng đồng bào chiến sĩ miền Nam trường kỳ kháng chiến cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Ngay từ năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định tư tưởng và quyết tâm cho nhân dân miền Bắc rằng chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Mang theo quyết tâm đó, cả miền Bắc một lần nữa lại bước vào cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ. Lúc này, quân chủng phòng không không quân tái bố trí lực lượng và phân công nhiệm vụ cho binh chủng không quân, binh chủng radar và các sư đoàn phòng không 361, 363, 363B, 365, 377 bảo vệ các yếu địa miền Bắc, các tuyến giao thông vận chuyển chiến lược và trực tiếp tham gia chiến dịch ở mặt trận Trị Thiên. Cái trinh sát của thằng Mỹ nó hay lắm, tức là không một cái vật gì anh giấu nó được, chỉ có anh chống trả thế nào thôi chứ còn anh không giấu, chỉ sơ tán ra, sơ tán sang đi để cái kho đấy thôi, thí dụ thế, thế là một cách chống. Thứ hai là cao xạ vòng trong vòng ngoài Hà Nội, vòng trong Hà Nội, từ Thanh Hóa rồi vào là làm việc rồi thì mới được, chứ đến nơi nó bỏ bom cắt bom mình làm sao được, hiểu không? Thế bay cái bắn đánh ban ngày thế nào, đánh ban đêm thế nào thì phòng không quân phải làm việc. Lúc nào mic lên, lúc nào mic với tên lửa cùng lên thì phải làm việc. Thì nó sợ là nó sợ của mình. Tháng 7 năm 1972, tại mặt trận Trị Thiên, không quân và hải quân Mỹ tiến hành những đợt ném bom không giới hạn kéo dài suốt 3 tháng, hỗ trợ cho quân đội Sài Gòn tái chiếm thành cổ Quảng Trị bằng mọi giá. Trong 81 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 9.048 lần chiếc máy bay phản lực và 4.958 lần chiếc máy bay B-52, rải hơn 120.000 tấn bom đạn xuống một khu vực chỉ rộng chưa đầy 3 km², tương đương với 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Trận chiến giữ thành của quân giải phóng để duy trì thế mạnh trên bàn đàm phán Paris vì thế đã trở thành một trận chiến quyết tử. Mỗi mét vuông là một mét máu, với 90% quân số thương vong do bom đạn Mỹ. Cuộc chiến tranh phá hoại là đánh có trọng tâm trọng điểm, đánh có trọng điểm, đánh đến đâu là đánh nát đến đấy, tức là tập trung cường độ đánh ấy luôn. Thứ ba nữa là cái phong tỏa, cái cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai nó đi về cái phong tỏa các cảng biển, tổ chức phong tỏa rất là chặt. Tháng 6 năm 2014, đoàn làm phim chúng tôi dừng chân ở khu vực cảng Hải Phòng, cảng biển có quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc và đứng thứ hai trong cả nước sau Tân Cảng Sài Gòn. Đây đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng thông thương với thế giới, có năng lực tiếp nhận tàu trọng tải từ 20.000 đến 55.000 tấn. Trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cảng Hải Phòng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cảng miền Bắc, nơi tiếp nhận
đến 2/3 khối lượng hàng viện trợ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa do nhân dân hai miền Nam Bắc kháng chiến kiến quốc. Vì lẽ đó, cảng Hải Phòng đã trở thành tâm điểm của chiến dịch phong tỏa ác liệt các cửa sông cảng biển miền Bắc của không quân và hải quân Mỹ trong năm 1972. Chiến dịch này là một phần quan trọng của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Richard Nixon. 7 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 5 năm 1972, đội đặc nhiệm số 11 Hải quân Mỹ mở màn chiến dịch bằng các cuộc ném bom rải thủy lôi ồ ạt xuống cảng Hải Phòng. Mục đích nhằm ngăn chặn đường chi viện của các nước xã hội chủ nghĩa vào miền Bắc Việt Nam, cắt đứt đường tiếp tế từ Bắc vào Nam, đi đến cô lập và bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam. Tính từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, Mỹ đã thả gần 8.000 quả thủy lôi và bom từ trường xuống 8 tỉnh thành miền Bắc ở các khu vực trọng yếu suốt từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Cửa Tùng, Cửa Việt. Vì nó đánh đây là một đòn hiểm độc, có thể quyết định tức là nó biết cái nơi mà gọi là viện trợ từ ngoài vào. Chống từ trường ở biển ấy, ông Nghĩa ông làm là giải quyết hết. Không có đi, nó thả từ trường xuống là không nhận hàng được, không vào được. Nó phong tỏa cả biển chứ có phải chỉ có đường bộ đâu. Miền Bắc bị phong tỏa đồng nghĩa với việc chiến trường miền Nam sẽ gặp khó khăn về vũ khí hậu cần. Đường Trường Sơn không thể một ngày không thông xe. Các bến cảng không thể một ngày không nhận hàng viện trợ của khối các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Với quyết tâm đánh địch mà đi, mở luồng mà tiến, các cán bộ chiến sĩ ngành hàng hải và Hải quân Nhân dân Việt Nam đã bước vào cuộc chiến chống phong tỏa với tất cả ý chí, lòng quả cảm và chính sinh mạng của mình để thông luồng giao thông chi viện cho chiến trường. Chỉ với công nghệ tay trần, với giao thông, họ đã chế tạo ra các thiết bị rà phá thủy lôi, bom từ trường hiệu quả như thiết bị phóng từ HT5, PD67 hay tàu phá lôi không người lái T5, vân vân. Bên cạnh đó còn là những người lính dũng cảm như Lê Văn Lợi, Lại Đăng Thiện đã nhiều lần được làm lễ truy điệu sống để nhận nhiệm vụ cảm tử lái cano phá bom từ trường. Trong chiến dịch Linebacker 1, để gia tăng hiệu quả ném bom trong các cuộc oanh tạc miền Bắc, không quân và hải quân Mỹ đã sử dụng đội hình chiến thuật nhiều tầng, nhiều lớp với một lực lượng tiêm kích hùng hậu, khác xa với giai đoạn sấm rền trước đó. Dẫn đầu đội hình là các F-4D Phantom tạo thành hành lang thả bom kim loại giáp mỏng, gây rối loạn và làm mù mắt tất cả các hệ thống radar mặt đất. Đây được xem là một phát minh chiến thuật mới của không quân Mỹ, được hộ tống bởi F-4 tiêm kích và các máy bay khác. Tiếp đến là các phi vụ bàn tay sắt do F-105G Iron Weasel và các máy bay cùng nhiệm vụ đảm nhận. F-105G được trang bị cụm phản công điện tử ANQ-105, các tên lửa chống radar thế hệ mới và tên lửa Strike cải tiến tầm bắn từ 20 lên 50 km. Tấn công tiêu diệt các trận địa radar, tên lửa, pháo phòng không miền Bắc. Theo sau phi đội sát thủ Chồng Quang là đội hình chính ném bom cường kích. Các F-4D Phantom mang bom laser định hướng tấn công chính xác mục tiêu, được dùng thay thế nhiệm vụ của các F-105D trong chiến dịch sấm rền giai đoạn trước đó. Hộ tống hai bên sườn đội hình ném bom chính là 4 tốp máy bay chiến đấu và 2 tốp F-4 Phantom chống MiG thực hiện nhiệm vụ áp chế, đánh trả các loại máy bay MiG của phi công Việt Nam. Ở cuối đội hình là các máy bay trinh sát hình ảnh RF-4C và phi đội EB-66 phát nhiễu bao trùm toàn bộ miền Bắc Việt Nam. Tư lệnh không quân chiến lược Mỹ John Mayer cho rằng chiến tranh điện tử là con đường sống còn của không lực Hoa Kỳ. Nổi bật trong cái chiến tranh bão rằng lần thứ hai của Mỹ thì là chiến tranh điện tử và vũ khí công nghệ cao. Chiến tranh điện tử ta biết rồi đấy, số lượng, chất lượng, công suất tăng lên như thế nào. Tức là nó tập trung các cái nguồn gây nhiễu từ xa
từ hạm tàu, từ các máy bay chuyên dụng như EB-6, EC-31, EA-6B chĩa vào, dài tầm rộng, công suất lớn, các loại radar, gây nhiễu các loại radar. Ở xa có những loại máy bay xa nó có mười mấy máy gây nhiễu như, là nó đứng từ ngoài nó chiếu vào để nó che phủ cái đội hình bay, gọi là nhiễu ngoài đội hình. Còn nhiễu trong đội hình là bản thân cái máy bay cường kích, tiêm kích nó đánh mình là nó phát, tự phát cho máy gây nhiễu. Nếu như trước kia trong chiến tranh Johnson ấy thì nó là mỗi tốp máy bay nó chỉ có 1-2 máy gây nhiễu thôi. Thì bây giờ mỗi một tốp máy bay có rất nhiều máy gây nhiễu, mỗi một chiếc máy bay nó mang theo 2 cái máy gây nhiễu. Cho nên là toàn bộ cái màn hiện sóng mình là kín mít, không biết đằng nào bám, không còn cái giải để bám, đánh theo phương pháp 3 điểm như chiến tranh Johnson. Giai đoạn đầu của chiến dịch Linebacker 1, quân dân miền Bắc gặp nhiều khó khăn trong việc chống trả các thủ đoạn áp chế hỏa lực phòng không mới của không quân và hải quân Mỹ. Radar bị vô hiệu hóa, đạn tên lửa và pháo phòng không vừa rời khỏi bệ phóng lại rơi xuống đất, không thể tiếp cận được mục tiêu. Trước thực tế đó, quân chủng phòng không không quân đã nhanh chóng tổ chức lại thế trận phòng không trên toàn miền Bắc, liên tục điều chỉnh khí tài, tập huấn các phương thức tác chiến mới và càng đánh càng mạnh. Nhờ đó, trong suốt chiến dịch Linebacker 1, miền Bắc đã bắn rơi gần 600 máy bay Mỹ các loại. Quan trọng hơn, bộ đội tên lửa đã có những cải tiến đáng kể về khí tài, là cơ sở quan trọng để chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định với không quân và hải quân Mỹ trên bầu trời miền Bắc 12 ngày đêm cuối năm 1972. Đối với khí tài của chúng ta lúc bây giờ là phải nói là cái sáng tạo của người Việt Nam. Đến nỗi mà cái ông bạn của Liên Xô lúc bây giờ là ông Penkhanen, là ông ấy cố vấn, bây giờ ông về là thượng tướng ấy. Ông là cố vấn của quân chủng không quân. Ông phải nói như thế này: trao vũ khí khí tài, tên lửa cho bộ đội Việt Nam như chúng tôi trao nó cho những cái bàn tay vàng, bộ óc sáng tạo và đoàn tay vàng. Cũng là cái quả tên lửa SAM-2 đấy, nhưng cái giai đoạn đầu chúng ta bắn có khi bắn 5-7 quả chưa được một máy bay. Thế nhưng càng về cuối thì chúng ta càng hiểu được chính là nhờ cái sự cải tiến của bộ đội phòng không Việt Nam. Bộ đội không phải là nâng tầm bắn tên lửa mà là thiết kế các cái bộ phận nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng để dẫn đường cho tên lửa có thể xuyên được cả cái màn, chống được cái giải nhiễu, chống được cái chiến thuật của hoạt động của B-52. Đấy là cái thành công của bộ đội phòng không Việt Nam, mà không phải Mỹ mà ngay các bạn chuyên gia Liên Xô lúc bấy giờ cũng phải ngạc nhiên về cái trình độ của bộ đội Việt Nam khi sử dụng cái tên lửa SAM-2 là như vậy. Hỗ trợ đắc lực cho lưới lửa phòng không miền Bắc là các phi đội MiG đánh chặn của 4 trung đoàn không quân tiêm kích Việt Nam. Trung đoàn 921 cơ động tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa, cùng với bộ đội radar, tên lửa, pháo cao xạ và dân quân tự vệ tại chỗ đánh chặn máy bay Mỹ trên bầu trời khu 4. Trung đoàn 923 đóng căn cứ tại sân bay kép Bắc Giang, bảo vệ vùng trời phía đông và đông bắc Hà Nội. Trung đoàn 925 đặt trụ sở tại sân bay Yên Bái, bảo vệ vùng trời phía tây và tây bắc Hà Nội. Riêng trung đoàn 927, trung đoàn không quân tiêm kích thứ tư, được thành lập trong tháng 2 năm 1972, đóng chốt tại sân bay Nội Bài, trực tiếp bảo vệ không phận Hà Nội. So với giai đoạn trước, các phi công miền Bắc đã được huấn luyện kỹ lưỡng cả về mặt chiến thuật, phương thức tác chiến và kỹ năng chiến đấu cao, có thể đánh ban đêm và trong điều kiện thời tiết phức tạp. Kể từ đây, binh chủng không quân bước vào giai đoạn tác chiến trên không, hiệp đồng lớn trong năm 1972 với những trận đánh đặc biệt xuất sắc đã đi vào lịch sử quân chủng phòng không không quân Việt Nam. Giai đoạn đầu tiên từ năm 65 cho đến năm 67 là không quân Việt Nam mới tìm mầy mò, tìm học qua thực tế, mới đúc kết kinh nghiệm và mới rút ra là đánh như thế nào, đánh như thế nào. Còn đến giai đoạn thứ hai là mỗi một loại máy bay nó đều có cái đánh riêng của nó, tôi đã tìm được cái đánh rồi. Ví dụ như MiG-1 là có đà có thế tốc độ lớn và chủ yếu là dùng tên lửa. Còn MiG-17 là trận đấu đầu, đánh tay bo, sắp trận, sắp lá cờ, bắt buộc cả cái đội hình lớn nó phải dồn lại và chúng nó phải ném bom nó chạy toán loạn ra, trong khi đó trên tinh thần mình tiêu diệt được. Đây là các tù binh phi công Mỹ
bị bắt sau khi nhảy dù thoát khỏi những chiếc máy bay đang ngùng ngụt bốc cháy vì trúng đạn của lực phòng không miền Bắc Việt Nam. Những kẻ đã gieo rắc tang tóc, đau thương khắp thôn xóm, làng quê Bắc Bộ. Cuối năm 1970, sau vụ không quân Mỹ tổ chức đặc nhiệm đột kích trại tù Sơn Tây Không Thành, các tù binh phi công Mỹ từ khắp nơi được giải về ngục Quả Lò, một nơi được chính họ mỉa mai gọi là khách sạn Hilton Hà Nội. Trong tháng 10 năm 1972, số tù binh chiến dịch Linebacker 1 tăng vọt. Các phi công, thành phần tinh túy của quân đội Mỹ bị cầm tù tại ngục Quả Lò đã làm dấy lên làn sóng biểu tình rầm rộ khắp nước Mỹ. Trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử tổng thống mới, Richard Nixon tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến 20 trở ra, nối lại đàm phán Paris nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình và đưa tù binh phi công Mỹ về nước. Ngày 12 tháng 10 năm 1972, Hội nghị Paris đạt được bước tiến triển đột phá. Hai bên đã đi đến thỏa thuận về một hiệp định khung 9 điểm. Trong đó, nổi bật nhất là việc Hoa Kỳ nhượng bộ điều khoản quân đội Mỹ và các đồng minh nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhượng bộ điều khoản chính quyền của Tổng thống Thiệu được quyền tồn tại trong một giải pháp hòa bình. Hai bên thống nhất lịch trình 18 tháng 10 chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, 19 tháng 10 ký tắt hiệp định tại Hà Nội, 26 tháng 10 ký chính thức tại Paris và 27 tháng 10 ngừng bắn ở Việt Nam. Henry Kissinger tuyên bố hòa bình đã trong tầm tay. Ông Thọ, ông Huệ, ông nói Paris là ký đến nơi rồi. Ký đến nơi rồi, các điều khoản xong hết, chỉ còn vấn đề là nâng lên đặt xuống tí chút nữa thôi. Thế nhưng mà đấy, cái âm mưu, cái thâm độc của thằng Mỹ nó làm cho mình tin sắp ký đến nơi rồi. Đập quả nó, dở cái chiêu bài ra, dừng sức mạnh đè bẹp mình. Nó đè mình trên thế mạnh. Ở cái bước cuối của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ấy, thì Mỹ có một cái âm mưu rất thâm độc là bí mật chuẩn bị và đánh một trận đòn chí tử vào ngay thủ đô Hà Nội bằng dùng một cái lực lượng lớn của không quân, gồm cả không quân chiến lược B-52 và không quân chiến thuật, đánh dùng ba vạn tấn bom đạn, hàng nghìn quả thủy lôi đánh vào Hà Nội, Hải Phòng, đánh vào các cơ sở giao thông vận chuyển, các căn cứ quân sự, đồng thời vào cả khu dân cư, trường học, bệnh viện, để làm cho nhân dân Hà Nội, Hải Phòng, miền Bắc là khiếp sợ, ép chính phủ ta phải ký Hiệp định Paris theo điều kiện của Mỹ. Nhận lãnh sứ mệnh bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng trong cuộc đối đầu lịch sử này là Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam, ra đời trong bão táp cách mạng của hai cuộc chiến tranh vệ quốc đánh Pháp đuổi Mỹ xâm lược. Quân chủng đã trải qua hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc Việt Nam. Đã có 108 tập thể, 85 lượt cán bộ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, và hàng ngàn tập thể cá nhân được tặng thưởng quân huy chương các loại. Nổi bật là thành tích đập tan hai cuộc chiến tranh đường không của không quân và hải quân Mỹ trong hai thập niên 60-70 của thế kỷ trước, mà đỉnh cao là sự kiện 12 ngày đêm mùa Giáng sinh năm 1972 với truyền thống đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, toàn quân chủng đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không oanh liệt, mở đường cho việc ký kết Hiệp định Paris, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.